Rùa con mon cá sấu đang chở nhau đi shopping này. Các bạn nhìn này. Ui, cụ tê thế nhở, cun ngầu thế nhở. Ba cái bạn rùa con mon này đang cõng nhau đi shopping này. Các bạn nhìn này. Các bạn ơi, ấy, rùa con mon siêu to khổng lồ nhá. Các bạn ơi, hôm nay mình tìm kiếm và bắt được rất là nhiều cá nhá. Các bạn nhìn này, mình bắt được mấy cái chậu cá đầy luôn nhá các bạn. Rất là nhiều những loài cá đột biến đầy những màu sắc đẹp nhá. Các bạn nhìn này, con cá chê này. Đấy, con cá chê hùng vĩ nhá. Đấy, con cá này thuộc loài cá chê hùng vĩ mỏ vịt này. Ai à, cun ngầu thế nhỏ. Ấy, oh my good job luôn. Cá chê hùng vĩ đấy các bạn ơi. Ấy, xịn không? Cute luôn. Còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Hôm nay mình bắt được mấy nghìn con cá liền nhỉ. Rất là nhiều cá đẹp nhỉ. Đây, con cá này là con cá hồng két đỏ này các bạn này. À đây này, xịn này, các bạn nhìn này. Con cá này là con cá la hán nhỉ. Có cái đầu tròn tròn này. Ôi à, cute, cun ngầu thế nhỏ. Ok, đấy, hôm nay mình bắt được nhiều cá đẹp lắm nhỉ. Đây này, các bạn nhìn này, con cá này đẹp đây này. Con cá này là con cá phát độc phát tài nhỉ. Có cái màu trắng ngọc trai luôn nhá. Ấy, hôm nay mình bắt được rất là nhiều cá lớn nữa các bạn nhỉ. Rất là nhiều những con cá to nha các bạn nhá. Ấy, siêu to khổng lồ nhá. Rất là nhiều cá koi các bạn nhá. Đây này, mấy chậu cá liền đấy các bạn. Hàng nghìn con cá liền nhá. Các bạn nhìn này, con cá hồng két đỏ này đẹp đây này. Đây này, ui ui. Ai ra là có cái người tròn tròn luôn, xịn luôn đi. Cá hồng két đỏ đấy các bạn. Ok, đấy. Ok, và bây giờ mình sẽ quay đến cái khu chăn nuôi các con vật dễ thương của mình nhá các bạn nhá. Hôm nay mình bắt được nhiều cá đẹp lắm nhỉ. Đây cái con cá mà có cái đầu tròn tròn này mới xinh đấy, cá la hán đấy, đẹp không? Oh, hơi bị cute cun ngầu đấy nhỉ. Ok, đấy, mình bắt được nhiều cá lắm các bạn. Đây này, cái chậu cá này đẹp này các bạn này. Cái chậu cá này có rất là nhiều cá koi nhá. Đấy, cá koi thuộc loài cá cảnh nước ngọt nha mấy bạn ơi. Thế là cá koi nó rất là đẹp như vậy nhá. Ấy, nó rất là nhiều màu sắc đẹp nhá. Các bạn ơi, ấy, đây là cái bể nuôi cá của mình này các bạn. Đấy, xịn không? Hơi bị cute luôn nhá. Còn đây là cái khu chăn nuôi rùa của mình nhá các bạn nhá. Ê, bên trong cái bể này có rùa nhá. Đây này các bạn nhìn này. Cái bạn rùa này cute lắm này. Hơi bị xinh luôn đi này. Đấy, rùa vẽ đông nhá. Đấy, xịn không? Oh my good job luôn đấy, rùa đấy. Cái bạn rùa này xinh ấy. Đấy. Đấy, con rùa này đẹp này các bạn này. Con rùa này có cái mai màu xanh này đẹp đây này. Đấy, oh my good job luôn đấy. Tôm này. Đấy, tôm này các bạn này. Tôm hùm Alaska nhá. Ok các bạn. À, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ quay đến cái khu chăn nuôi các con vật dễ thương của mình cho các bạn xem nhá. Các bạn đừng quên cho mình xin một like nhá. Đây là các bạn này, tôm đây này. Tôm hùm Alaska siêu to khổng lồ đây này. Các bạn nhìn này, bự nhá. Ui, ui, to thế nhờ. Ok, đấy, à, cá mập đây các bạn. Này, cá mập này, cá mập Amazon nha. Ui dồi, bự thế. Siêu to khổng lồ luôn đấy các bạn. À, các bạn ơi, còn đây là cái khu chăn nuôi các con vật dễ thương của mình nhá các bạn nhá. Các bạn nhìn này, đấy mình đang nuôi thỏ nhá. Mình đang chăm cái bạn thỏ này. Đấy, mình rất là thích cái bạn thỏ này nhá. Cho nên là mình rất là chăm chỉ đi lấy rau muống về cho thỏ ăn đấy các bạn ơi. Cái bạn thỏ này hơi bị xinh luôn nhá. Hơi bị cute cun ngầu đấy nhá. Ấy, bên trên này là cái khu chăn nuôi chuột của mình nhá. Ô cái bạn thỏ lông ngắn này. Ôi xịn đấy nhỏ. Ôi đây này các bạn nhìn này. Đây là cái nhà cho chuột ở các bạn ơi. Một gia đình nhà chuột hamster nhá. Đây này các bạn nhìn này. Ấy, ô xịn không? Cute cun ngầu lắm nhá. Oh my good job luôn. Đấy các bạn nhìn này, một gia đình nhà chuột hamster nhá. Hamster thuộc loài chuột cảnh nhá các bạn nhá. Mình đang nuôi chuột hamster sinh sản đấy các bạn ơi. Đấy, hamster nó để được rất là nhiều những con chuột hamster con đi này. Hơi bị cute cun ngầu đấy nhá. Đấy này, nhìn này các bạn. Ui giời ơi. Các bạn nhìn này. Ui giời ơi, xinh thế nhỏ. Ôi VIP đấy. Ok. Đấy các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ quay đi. Quay đến chỗ cá nhá. Tạm gác lại cái chỗ hamster này nhá. Đấy, hamster đấy. Ok, và bây giờ mình sẽ quay đến chỗ cá nhá các bạn nhá. Hôm nay mình bắt được nhiều cá đẹp lắm nhá các bạn nhá. Ok. Rồi, các bạn thấy mình có cái khu chăn nuôi các con vật dễ thương có xịn sò không nào? Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nhá. Ok, đấy, thỏ đây. Đây này, các bạn thỏ có cái màu vàng đi chơi vào rồi đây này. Đây này, ui dồi ui, xinh đi nhỏ, cute cun ngầu thế. Ok, đấy, thỏ lông ngắn các bạn nhá. Đấy, mình rất là thích hai cái bạn thỏ này nha. Cho nên là mình rất là chăm chỉ đi lấy rau, lấy cỏ mang về cho thỏ ăn đấy các bạn ơi. Đây là cá này các bạn, hôm nay mình bắt được nhiều cá lắm nhá. Mình bắt được rất là nhiều những con cá siêu to khổng lồ đấy các bạn. Đây này các bạn nhìn này. Cái con cá phát độc phát tài này, có cái màu trắng ngọc trai nhá, đẹp lắm đi. Ok. Đây là con cá mà có cái màu đỏ. Đây là con cá coi bướm nhá. Đấy, cá coi bướm siêu to khổng lồ đấy, bự nhá. Ok, đấy, xịn không? À này, cái bạn thỏ này. Ok à, các bạn nhìn này. Cái bạn thỏ kìa. Ôi ôi, ôi ôi, ôi xinh đi nhỏ. Ôi. Oh my good job luôn. Đấy, thỏ nhá. Ok. Các bạn, đây này, hôm nay mình bắt được rất là nhiều cá đẹp nha, các bạn nhìn này. Mình bắt được rất là nhiều cá đẹp đây, con cá này là con cá hồng két đỏ nha các bạn, hồng két đỏ đây. Đấy, hồng két vàng này, cá chê hùng vĩ mỏ vịt này. Đấy, cá chê hùng vĩ mỏ vịt ý.
đẹp nhở, hơi bị siêu cute cun ngầu đấy nhở. Đây các bạn nhìn này, con cá này là con cá koi này, con cá koi này đẹp đây này mấy bạn ơi, đây này cute lắm nhở. Đấy, cá koi đấy, cá koi to bằng con heo luôn. Ok, bây giờ mình sẽ thả cái bạn cá koi vào trong cái bể nuôi cá của mình nhá. Rồi các bạn ơi, các bạn cùng mình đi bắt cá tiếp nhá. Các bạn ơi, ok, đi bắt thêm cá nào các bạn ơi. Đây các bạn, mình dùng cái thùng màu trắng này để đựng cá nhá. Ở cái mương thoát nước này có cá đấy các bạn ấy, có nhiều cá lắm nhá. Để hai cái bạn cá koi bướm này, một con cá có cái màu trắng này đẹp này, con cá koi mà có cái màu trắng này là con cá koi bướm ấy các bạn, có cái màu trắng ngọc trai luôn nhá. Ôi là xịn này các bạn nhìn này, ôi đẹp thế, đẹp nhỏ, đẹp như con bướm bay trên bầu trời luôn ấy các bạn. Đấy, xịn đấy nhỏ, cá koi bướm đấy. Ok đấy các bạn, đấy, mình bắt thêm được một con cá nữa rồi nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ múc thêm nước vào trong cái chậu đựng cá này cho cá nó thở nhá. Đấy, ok đấy. Đây còn con cá nữa các bạn ơi, đây con cá này, con cá koi bướm có cái màu cam của cái bạn thỏ thức ăn đây, củ cà rốt đấy. Đấy, ok, bên trên cái mương nước thoát nước này vẫn còn nhiều cá lắm các bạn nhá. Ok đây này, ồ xịn nhỏ. Đấy, với vậy là mình bắt được hai con cá rồi nha các bạn nhá. Các bạn nhìn này, ok, bên trên cái mương thoát nước thì vẫn còn nhiều cá lắm các bạn nhá. Đây này, con cá koi bướm có cái màu vàng nữa đây này. Ui ui, to thế, bự nha. Đây này, đấy, cá koi bướm đấy các bạn, đẹp không, bự nhỏ. Ok đấy, ui bự nhá. Ok, ui nhiều cá quá các bạn ơi. Các bạn nhìn này, bên trên cái mương nước thì vẫn còn nhiều cá lắm đấy này. Ui con cá koi có cái màu đen này. Ui ui, rồi, bơi giỏi thế. Ở đây, ui, to phết đấy các bạn. Ở đây, ái già già. Ok, đấy, bự ấy. Ok các bạn, đấy, mình bắt được 4 con cá rồi nhá. Úi dồi ôi, nhìn này, bên trên cái mương nước thì vẫn còn cá nữa các bạn nhá. Đây các bạn nhìn này, một ổ cá liền nhá. 1, 2, 3 con cá liền. Úi dồi ôi, đây các bạn này, con cá này đẹp quá. Con cá này là con cá có cái màu vàng luôn nha các bạn nhìn này. Úi dồi, ai là bơi giỏi thế. Ồ các bạn ơi, đây con cá mà có cái bụng tròn tròn này là con cá ba đuôi nhá. Đấy, cái loài cá ba đuôi thường nó sẽ có cái bụng tròn tròn như vậy các bạn, nó bơi như con heo luôn, nó không bơi được nhanh đâu các bạn. Ok, ở bên trên cái mương nước thì vẫn còn nhiều cá lắm các bạn nhìn này. Úi dồi ôi, một ổ liền nhá. Đây đấy, ui dồi ui, oh my good job luôn. Đây, bơi cả. Ok ha. Đấy, con cá này là con cá koi bướm có cái màu vàng nữa này các bạn nhìn này. Ui đẹp nhở, hơi bị siêu cute cun ngầu với nhỉ. Đấy, ui còn nhiều cá quá các bạn ơi. Đây, nhìn này còn nữa này. Ui oh my good job luôn. Đấy, ấy, ui dùi, ai là bơi giỏi lắm nhá. Đấy, ôi con cá này xinh thế. Ui dùi, xinh nhở, ơi, khỏe nữa nhá. Các bạn ơi, bên trên cái mương thoát nước này vẫn còn nhiều cá lắm nhá. Đây này các bạn nhìn này, ôi dồi ôi, một ổ cá liền nhá. Đây, nhìn này, ui dồi ôi, oh my good job. Đây các bạn nhìn này, con cá này là con cá chép nai koi nhá. Các bạn ơi, cá chép nai koi thường nó sẽ có cái thân hình rất là dài như vậy nha các bạn, có cái màu đỏ đây này. Ui dồi ôi, nhiều cá quá các bạn ơi. Đây này các bạn nhìn này, mình bắt được một cái chậu cá đầy rồi đây này. Ôi my good job luôn. Đây các bạn ơi, bên trên cái mương này vẫn còn nhiều cá lắm nhá. Đây này, một ổ liền đây này. Ui dồi ôi, ai già già, còn rất là nhiều cá đẹp nha. Đây này các bạn nhìn này, ui dồi, xịn đi, con cá này có cái màu đỏ đây này. Đấy, cá chép nai koi đây, xịn không? Ok, ôi mày cứ chép thôi. Đây còn con cá gì đây? Ô các bạn ơi, con cá này đẹp đây này. Con cá này lạ. Ô con cá chim này các bạn ơi. Ô cá chim này, ui dồi ôi xịn. Cá chim ấy, cá chim thuộc loài cá nước ngọt nha các bạn nhỉ. Đây là cá chim rất là đẹp như vậy các bạn. Đây này, xinh không? Oh my good job luôn, đấy cá chim nhá. Oh my good job luôn. Ok các bạn ơi, và bây giờ mình sẽ đem những con cá này mang về nhá, mang về cái khu chăn nuôi các con vật của mình ấy các bạn ơi. Hôm nay mình bắt được nhiều cá lắm các bạn ơi, hôm nay mình bắt được nhiều cá lắm nhá. Đấy, mấy cái chậu cá đầy luôn nhá, hàng nghìn con cá đẹp luôn nhá các bạn nhá. Các bạn nhìn này, ui rồi ui, cute côn ngầu không, cá koi này, mấy cái chậu cá koi đầy luôn nhá. Cá koi thuộc loài cá cảnh nước ngọt nhá các bạn. Đây mấy cái bạn cá koi có cái màu vàng này đẹp này. Ấy xinh không? Ok đấy, đẹp không các bạn ơi. Ồ các bạn nhìn này, ui dồi ôi, ô cái bạn rùa này, ô cái bạn rùa này đang đi chơi đây này. Ui dồi ôi, đi qua cái đường quốc lộ luôn đây này. Ô cái bạn rùa common nhá, common hay thường gọi là rùa common cá sấu nhá các bạn. Ấy rùa common đây này các bạn nhìn này. Ui dồi ôi, bự nhá. Oh my good job luôn, to chưa to khổng lồ luôn đấy các bạn. Rùa common đấy các bạn ơi, to lớn nhá, chưa to khổng lồ luôn đấy các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình tìm kiếm và bắt được 3 cái bạn rùa luôn nha. Đây này, nhìn này các bạn này. Ấy, một cái bạn rùa common này, một cái bạn rùa vẽ đông và một cái bạn rùa tay đỏ nhá. Đấy, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ dọn cái bể cá chê này nhá.
À, mình sẽ quay lại trong quá trình dọn cái bể cá trên này cho các bạn xem nhá. À, cái bể cá trên này dính rất là nhiều bèo này các bạn. Bây giờ mình sẽ bới bèo ra để quay cá trê cho các bạn xem nhá. Ôi cá trê này, mình nuôi nhiều cá trê lắm các bạn ơi. Đấy, cá trê mà to bằng con heo đây các bạn, con heo ép ấy bên này. Ui dù ui, hàng nghìn con cá trê này nha các bạn. Cá trê màu đen, cá trê màu trắng, cá trê màu vàng các bạn nhá. Bên này cá trê có cái màu trắng này là thuộc loài cá trê đột biến nhá. Cá trê trắng bạch tạng này các bạn ơi. Đây này, cá trê bự đây này, cá trê mà to bằng con heo đấy các bạn, con heo ép ấy. Ui nó bự nhiều các bạn, bự nhiều hơn nhá. Nhiều lắm đấy các bạn. Ui dồi ui, siêu to khổng lồ nhá. Đây này các bạn nhìn này. Ui dồi ui, cá trê mà to bằng con heo đấy các bạn ơi. À các bạn ơi, cái bể này mình nó rộng các bạn ơi. À, mình dọn thôi, mình sẽ bơm nước vào nha. À, mình sẽ quay lại quá trình cho cá trê ăn cho các bạn xem sau nhá. Bây giờ mình sẽ dọn cái bể này nhá. Nhiều cá trê lắm các bạn ơi. Đây này, nhiều bèo luôn nhá. Đấy, ui dồi ui, có định thấy nhiều cá không nào? Rất nhiều cá trê luôn nhá. Các bạn ơi, có cả cá lóc các bạn nhá. Cá lóc ấy, cá lóc đồng ấy. Đây này, cá dọn bể nữa kìa. Rồi, cá lia thia, ếch nữa kìa. Cá rùa, ếch, cá kẹo luôn. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nhá. Đấy, cá lóc ấy, nó lươn nữa kìa. Ui dồi ui. Oh my good job, nó lươn luôn nhá. Ui dồi ôi, các bạn ơi. Đấy, sau một khoảng thời gian thì mình đã dọn xong cái bể này rồi nhá. Bơm nước đầy rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cá ăn cho các bạn xem nhá. Đấy, mình đang cho cá ăn cám nhá. Mới đầu thả xuống thì cá nó vẫn chưa ngửi thấy mùi thơm của cám ấy các bạn. Nó chưa ăn nhá. Rồi khoảng 3 giây sau nó ngửi thấy mùi thơm này, nó táp rồi các bạn. Nó táp này, nó ăn phải nói là như heo ăn luôn. Rồi đây, ôi dồi ôi. Ôi ôi, nhìn kìa, các bạn nhìn này. Ui dồi ôi, xịn xò thế nhờ. Oh my good job luôn. Ấy, cá trê ăn khỏe lắm các bạn. Cá trê ăn rất là khỏe luôn nhá. Cá trê thuộc bộ cá trê luôn các bạn nhá. Cá trê nó ăn cũng rất là giỏi luôn. Đấy, ui dồi ôi, ăn kìa. Cá trê ăn khỏe không bạn? Các bạn nhìn này. Ôi dồi ôi, cá trê ăn rất là giỏi luôn nhá các bạn. À, một bao cám thả xuống cũng hết luôn. Ăn rất là khỏe luôn. Đấy, chịu không? Ôi dồi ôi, cá ăn rất giỏi luôn. Đấy, xịn lắm. Cá trê là loài cá rất là tham ăn các bạn nhá. Thả bao nhiêu cũng hết luôn. Nó hám ăn lắm nha. Ok. Rồi các bạn ơi, và bây giờ mình cùng các bạn đi bắt các con vật dễ thương thôi nhá. Các bạn nhá. Ok, đấy, cá trê đây các bạn. Cá trê đang ăn rất là ngon luôn. Đấy các bạn nhìn kìa. Ui dồi. Các bạn ơi, đấy, mình thả một bao cám xuống ăn núc hết luôn các bạn. Cá trê đang giỏi lắm nhá. Ăn rất là khỏe luôn. Oh my good job luôn. Đấy. Rồi và bây giờ mình sẽ cho cá ăn xong rồi mình sẽ đi bắt các con vật dễ thương nữa cho các bạn xem nhá. Ê, mình phát hiện ra rồi nhá. Ôi trời. Đây này các bạn ơi. Ôi đẹp lắm nhá. Một con chuột lang nha các bạn. Ui sâu sâu bên trong cái bụi hoa này này. Ái, dễ thương ấy. Ái trời ơi. Thấy rồi nhá. Ô kìa. Đẹp nhá. Chuột lang các bạn ơi. Con chuột lang này đẹp lắm nhá. Có rất là nhiều màu sắc luôn. Ui ui. Ô kìa. Đây này các bạn này. Rồi. Ô. Đây này các bạn đẹp lắm nhá. Đấy đi. Ui xịn đi. Một con chuột lang nhá. Ok, đấy, đẹp không? Ok, và bây giờ mình sẽ đem con chuột mang về nhá. Rồi mình sẽ cho chuột ăn nhá các bạn ơi. Để ăn các bạn. Con chuột này đẹp nhỏ. Nó có hai màu liền nhá. Màu vàng với màu trắng nhá các bạn. Rất là đẹp luôn này. Đấy, chuột lang đây các bạn. Đang ăn cái củ cà rốt nhá. Con chuột này đang ăn củ cà rốt các bạn ơi. Đấy, con chuột này xịn nhỏ. Đấy, có hai màu trắng màu vàng nhá các bạn. Ái da, cute thế nhỉ? Rất là hồn nhiên như cút tiên luôn. Đang ăn củ cà rốt nhá. À đây này các bạn, hai con nữa nhá. Một con chuột bố với một con chuột mẹ nhá. Xem ra sắp tới thời gian tới mình sẽ có rất là nhiều những con chuột con nhá các bạn. Thế này chuột nhỉ? Đấy, nó ăn củ cà rốt nhá các bạn. Ồ xịn nhờ. Hơi đáng yêu, cute luôn này các bạn ơi. Rồi và bây giờ mình sẽ cho thỏ ăn nhá các bạn. Ấy giờ xịn nhá. Con thỏ này là con thỏ lái nhá các bạn. Con thỏ này được 3-4 tuổi rồi các bạn ơi. Nó đang ăn củ cải đây kìa. Ấy xịn nhá. Xem ra thời gian sắp tới mình sẽ có rất là nhiều những con thỏ con nhá. Các bạn cùng đón chờ nhá. Các bạn cùng quan sát xem là con thỏ này đang ăn củ cải nhá. Ô sờ cây, và bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi tìm kiếm thú cưng nữa nhá các bạn ơi. Rồi đấy, thỏ ăn củ cải các bạn ơi. Thỏ thì nó ăn đa dạng rất là nhiều những loại rau củ quả các bạn ơi. Cà rốt này, củ cải này, rau muống này, rau lang này, các kiểu luôn. Đấy, xịn không? Hơi xịn xò con bò luôn đấy các bạn. Rồi và bây giờ mình cùng các bạn đi tìm kiếm thú cưng nữa nhá các bạn. Rồi đi bắt thỏ rồi nhá các bạn ơi. Thỏ nhá. Rồi, ở cái vườn cỏ này các bạn có rất là nhiều những con thỏ nhá. Những con thỏ đang ăn cỏ các bạn ơi. Đấy, thỏ nó rất là thích ăn rau củ quả và cỏ đấy các bạn ơi. Đây con thỏ này đẹp đây này. Một đàn luôn các bạn ơi. Ô sờ cây, và bây giờ mình cùng các bạn bắt thỏ nhá. Đấy, thỏ đấy, 2, 4, 5, 5 con nha các bạn. Ok, đẹp ấy. Đấy, con thỏ này xịn đi nè. Đấy, có hai màu liền nhá. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt con thỏ này mang về cho nó ăn nhá.
cho Loan các bạn quay cận cảnh hơn cho bạn xem nhá, xịn sò nhá. Đấy, ra kìa. Đấy, cuối cùng thì nó cũng đã chịu ra các bạn ơi. Đấy, nó đang ăn cám nha các bạn, cái cám từ cây cỏ nghiền ra đây các bạn ơi. Đấy, xịn không, thỏ cảnh các bạn ơi, thỏ cảnh nó rất là dễ nuôi nhá. Ok. Xịn đi. Thỏ này các bạn. Đấy, đây là cái khu chăn nuôi của mình cho nên là có cả thỏ các bạn nhá. Đấy, con mèo nó đi chơi đâu ấy các bạn. Còn đây con thỏ nhá, con thỏ lông ngắn này các bạn này, có cái màu vàng cát nhá. Con thỏ đang ăn đấy các bạn ơi. Ok, các bạn thấy mình có cái khu chăn nuôi có xịn sò không nào? Đấy, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Ok, và bây giờ mình sẽ quay đến cái chỗ cái bể cá của mình nha các bạn. Ok luôn đi, các bạn thấy mình cái khu chăn nuôi có xịn không nào? Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nhá. Các bạn ơi, hôm nay mình bắt được rất là nhiều những loài cá nha các bạn. Đây cá đây này các bạn này. Đây là những con cá bảy màu này, cá beta này, cá lóc Mexico, rất là nhiều những loài cá đẹp các bạn ơi. Còn đây là cái bể nuôi cá bằng thủy tinh các bạn ơi, bằng kính ấy. Và bây giờ mình sẽ thả những con cá này các bạn, dùng cái vợt để vớt cho nhanh các bạn ơi. Đấy, ui đẹp nhỉ các bạn ơi. Cái bể thủy tinh này thì có thể ngắm cá từ bên ngoài được các bạn ơi. Rất là đẹp luôn nhỉ. Đấy, cá lóc Mexico đấy các bạn ơi. Đấy, cá beta đấy. Cá beta thuộc loài cá cảnh nha các bạn, cho nên là cá beta nó rất là nhiều màu nha. Ok ạ. Ok ạ. Cái con cá lóc này lại nhảy ra ngoài này. Đấy đấy đấy. Ok ạ. Cá lóc nó nhảy rất khỏe nha các bạn ơi. Đấy, cá lóc nha, cá lóc Mexico các bạn ơi. Ok. Đấy, nhiều cá không các bạn ơi. Rất là nhiều những con cá beta nữa các bạn này. Cá beta đây các bạn. Cá beta thường nó sẽ có cái size rất là nhỏ như vậy thôi các bạn. Nhưng mà nó đẹp nha, nó rất là nhiều màu sắc luôn các bạn. Màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu tím, màu vàng các bạn ơi. Còn con trạch Mexico nữa kìa. Ok. Xịn không? Xịn sò nhá. Ok, và bây giờ mình sẽ thả cá lớn các bạn ơi. Ở đây vẫn còn mấy con nữa này các bạn này. Ấy, nhiều lắm các bạn ơi. Hôm nay mình bắt được rất là nhiều những con cá các bạn ơi. Đấy, rất là nhiều những con cá đẹp nha. Đây, cá lóc Mexico, cá beta bảy màu. Cá bảy màu rất là nhiều cá các bạn ơi. Ok, đấy, xịn không các bạn ơi. Đấy, cái bể nuôi cá nha. Ồ, cái bể đường kính này đẹp quá thế này. Rất là đẹp luôn nha. Ok. Rồi các bạn ơi, và bây giờ chúng ta ở đây. Con mèo đây, con mèo đi chơi về rồi đi này. Ok à. Ở con mèo lông xù nha, nó mới đi chơi về nha các bạn. Ok. Thỏ đang ăn này. Ui, thỏ đang ăn cỏ nữa đi này. Xinh nhờ, đáng yêu không? Đấy, thỏ đấy các bạn. Ok, rồi, chuột. Con chuột kìa, con chuột kìa. Ai, con chuột này, con chuột này đẹp thế này. Ai, già. Con chuột này thuộc loài chuột lang nha các bạn. Chuột lang thuộc loài chuột cảnh cho nên là nó có rất là nhiều màu nha. Con chuột lang này có màu vàng, màu trắng, màu đen này này. Đẹp nhở. Hello, con chuột nhở. Ông chuột đẹp thế. Dễ thương đi. Ôi, hello nhở. Hello, cái con chuột nhở. Ui, con chuột lang các bạn ơi. Nó đang ăn rau cỏ này. Ai, chật xà, cung tê, đáng yêu thế nhở. Ok. Để mình coi xem nào. Hôm qua cũng có một cơn mưa rất là lớn. Đây các bạn này. Có rất là nhiều những con cá đây này. Ồ, con cá này đẹp nhỉ. Con cá này, con cá gì mà cứ vây dài thế nhỉ. Úi dồi, xịn xó con bò luôn. Các bạn ơi, hôm nay mình vớt được rất là nhiều. Các bạn chụp vớt được rất là nhiều những con cá này các bạn. Đây con cá này, con cá chép nhá. Con cá chép phụng đuôi dài đi này. Có cái màu cam luôn. Xịn xò luôn. Ok. Ái chà chà, một thùng luôn rồi các bạn. Hôm nay mình bắt được rất là nhiều những con cá nữa các bạn. Đấy, một thùng nữa rồi nha. Let go nào. Bây giờ mình sẽ đi bắt con này, con cá chê nhá. Con cá chê này thuộc loài cá chê hồng vĩ các bạn ạ. Cá chê hùng vĩ đấy các bạn. Ui giời, xịn xò con bò luôn. Ok, đẹp không? Rất là đẹp luôn các bạn. Rồi, còn nhá. Cá rô đây này các bạn này. Có rất là nhiều những con cá rô sinh sống ngoài đồng các bạn. Cá rô thuộc loài cá tạp nhá. Cá tạp sinh sống ngoài ruộng đồng các bạn, ruộng lúa đấy. Đấy, nên thường gọi là cá rô đồng các bạn ơi. Đây, nhiều nhá. Rất nhiều luôn, có cả cá chuối, cá lóc các bạn. Đấy, ui xời ui, xịn xò con bò luôn. Ok, đấy, cá gì đây? Con cá cờ đấy các bạn này, cá cờ đấy. Ok, ui, nhiều nhờ các bạn nhờ. Đấy, rất là nhiều những loài cá nhá các bạn. Để mình coi như là còn nhưng mà còn rất nhiều các bạn ơi. Đấy, cá sặc đi. Cá sặc đấy các bạn. Rất là nhiều cá sặc luôn các bạn ơi. Ốc đây, thì con ốc bưu nhá. Ai chà chà, con gì đây? Con này là con gì các bạn? Con này là con cá chuối nữa đây. Con cá chuối đấy. Ui, con cá chuối này có size nhỏ nhỏ đẹp đẹp thế này. Rất là xịn xò luôn các bạn ơi. Ok. Ui, một thùng rồi. Rồi, để mình coi xem nào. Con gì đây? Con pong pong các bạn này. Con ếch đây. Con ếch nha các bạn. Đấy, con ếch cái đẹp thế này. Ai chà chà, con ếch cái lành đấy nhờ. Hello con ếch nhá. Lại tinh nữa các bạn ơi. La. Ôi đẹp nhờ. Con ếch cái xịn đi này. La. Ôi dồi ôi, còn nhiều nhá. Kia còn một con ếch kìa. Đấy đây, con pong pong đây này. Ái là đẹp thế. Ui xịn nhờ. Đấy, già con ếch thì đẹp đây này. Có cái màu xanh luôn nhờ.
Đấy, có cái đầu màu xanh kìa. Con ếch kìa xịn xò thế nhở. Đấy các bạn ơi, mình bắt được rất là nhiều ếch với lại các con cá rồi các bạn. Đấy, này bắt được con cá chi hồng vĩ cái đẹp kia kìa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm kiếm thú cưng nhá các bạn. Đây, ếch này. Rồi, ok, let's go bạn ơi, chúng ta đi tìm kiếm thú cưng nhá. Let's go bạn ơi, con thỏ nhá các bạn. Đấy, mình sẽ đi xung quanh cái ngôi nhà mình để tìm thú cưng như bạn xem nhá. Con này là con thỏ nhá. Con thỏ này thuộc loài thỏ lông ngắn nha các bạn, có cái màu vàng luôn nhỉ. À, xịn không? Thấy thương không? Cú tê không các bạn? Sắp đây các bạn ơi. Kìa, con này là con gì đây? Con này là con cua nhá các bạn. Con cua này có cái màu vàng này, đẹp lên này. Con cua các bạn, cua đấy. Con cua này không phải con cua đồng nha. Con cua này là con cua cảnh nha các bạn ơi. Nó có cái màu vàng đây này. Con cua cảnh màu sắc đây này, đẹp nha. Ui, hai con liền nhá. Này con này có cái màu vàng này. Ui, xịn xò nhá. Đấy, một con cua rồi nha. Ok, vẫn còn nhá. Để, con cua này có cái màu đỏ đây này. Xịn nha. Ui giời, xịn đây này. Đấy, con cua có màu đỏ đấy các bạn ơi. Bạn ơi, đấy, con cua nó có cái cảng sắc như cái kiếm luôn các bạn. Đấy, con cua này có cái màu đỏ nhỉ. Đấy, mình bắt được hai con cua rồi nha các bạn. Đấy, xịn không? Rất là xịn luôn đúng không nhỉ. Ok, vẫn còn nha các bạn. Ok kìa, con gì đây? Ui giời. À, xịn đây này. Con tôm càng xanh nha các bạn ơi. Tôm hùm à, tôm Malacca. Đây các bạn, con tôm càng xanh nha. Đấy, con tôm càng đỏ đây này các bạn này. Ui dùi ui, con tôm càng đỏ nha. À thế, con cua đây này. Con cua này mới gọi là xịn xò đây này. Con cua này là con cua có cái màu vàng đây này các bạn này. Đẹp đây này. Ui, màu vàng luôn nha các bạn. Đấy, ui con cua đẹp nha. Ui xịn nhờ. Các bạn ơi, ba con cua rồi nha. Hai con tôm. Ui, con gì đây? Ui, con này con nhện nha các bạn ơi. Con nhện siêu to khổng lồ đây rồi. Con nhện quái vật luôn các bạn này. Ui dồi, kia, con nhện nó vừa để con kìa. Đấy kìa, xịn nhờ. Đấy các bạn ơi, con nhện đây này. Con nhện, nhện mẹ nó vừa để ra một con nhện con đây này. Ui dồi, ui, con nhện siêu to khổng lồ đây này. Đấy, xịn không, các bạn ơi, con nhện nha. Đấy, con nhện các bạn ạ, con nhện siêu to khổng lồ nha. Đây, con ốc sên này các bạn này. Ai, con ốc sên các bạn này. Ui dồi, con này là con gì nhờ. Con này là con ếch các bạn này, con ếch, ếch. Ếch cờ ếch cây này các bạn, ếch cây đấy các bạn. Xịn thò hay, đấy ếch cây đấy các bạn. Con ếch đang ngồi trên lưng con ốc sên nhá. Xịn nhờ. Ok đấy. Ok luôn. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nhá. Ok luôn. Đấy, ếch cây đấy các bạn. Con ếch cây đang ngồi trên lưng con ốc sên nhá. Ấy, ôi giời, xịn nhờ. Hai con rắn độc lạ luôn nhỉ, độc lạ Bình Dương luôn. Ồ các bạn ơi, hai con rắn này là hai con rắn hổ mang nhá. Rồi, đấy công chuyện này. Rắn độc nhỉ. Chơi luôn, chơi lớn luôn, bắt rắn độc luôn các bạn ơi. Đấy, rắn nha, có cái màu đen xì luôn, màu đen như màu đen luôn. Ui, anh ra ra. À, hai con rắn này là con hai con rắn hổ mang chì nha các bạn. Đây này, nó có cái màu đen luôn nhá. Ui giời, đây này các bạn này. Chà, thôi. À, nó có cái màu đen xì luôn, to. Ghê gớm nữa các bạn ơi. À, ra, cũng đánh đá lắm nhá, không đùa đâu các bạn. Chơi lớn luôn, bắt thật không đùa các bạn ơi. À, đấy, rắn độc các bạn ơi. Đấy, có cái màu đen luôn nhá. Ok, hai con rồi nha, mình bắt được hai con rắn rồi các bạn. Đây. xịn xò con bò thế nhờ. Ok, đấy các bạn ơi. Không đùa nha, bắt thật nhá. Đấy. Ui, đây này các bạn này. Đấy, hai con điền các bạn nhá. Đấy, hai con rắn rồi. Ui, cá sấu các bạn ơi. Đây cá sấu xịn nhá. Rồi rồi. Cá sấu siêu to khổng lồ luôn các bạn. Ui. Cá sấu thuộc loài cá săn mồi nhá. À, nhìn nó như vậy nành như vậy rất đánh đá các bạn ơi. Cắn luôn đấy nhờ. Rồi bắt này. Ui. Không được rồi. Ô để cá sấu các bạn ơi. Cá sấu các bạn. Ui giời, vậy là mình đã bắt được cái đuôi của nó rồi nhá các bạn. Đây cá sấu nhá. Cá sấu xịn các bạn ơi.